Xin chào các trò chơi có biết em đang đứng ở tầng bao nhiêu không? Đây là tầng 22 của khách sạn Majestic. Đấy. Bây giờ đứng ở đây thì chúng ta nhìn thấy khắp thành phố móng cái. Đấy mọi người thấy chưa? Và bên kia kìa. Đấy, sau cái tòa nhà có cái hai cái tháp kia kìa. Là đó là thành phố Đông Hưng mọi người ạ. Hôm nay Tuấn Phong ra thăm một người anh của Tuấn Phong mà rất là bất ngờ khi anh đã tặng cho mình một tour du lịch một ngày trải nghiệm cái không gian cũng như là các cái hàng hóa ở bên thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Thì Tuấn Phong sẽ review cho tất cả mọi người xem là cái cuộc sống cũng như là các cái mặt hàng ở bên Trung Quốc nó như thế nào để chúng ta trải nghiệm nhé. Có một người anh trai của Tuấn Phong đó là anh Trần Hoàng Hà. Đấy, rất là yêu thương Tuấn Phong từ những ngày gặp đến bây giờ cũng phải 5-6 năm rồi. Yêu thương quý mến nhau lắm, hôm nay lại có dịp đi cùng với nhau thì chúng ta cùng trải nghiệm như là cùng đồng hành với hai anh em nhé. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào công ty xem công ty của anh ấy to như thế nào. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến trong văn phòng công ty du lịch quốc tế Bảo Quốc. Đây chị đã giới thiệu tôi hai anh em hôm nay chương trình của chúng ta đi Đông Hưng, lịch trình của ngày hôm nay như thế nào nhá. Okay, mời anh em vào. Giới thiệu với mọi người, đây là công ty cổ phần du lịch quốc tế Bảo Quốc. Đấy, công ty của anh mình. Mọi người đây là chị Hằng. Chị đã hỗ trợ rất là nhiệt tình cho mình từ hôm qua đến giờ, là mình chỉ cần đưa chứng minh thư và chụp ảnh chân dung, thế là các cái khâu thủ tục đấy là sẽ hoàn tất trong buổi sáng ngày hôm nay luôn. Là vâng. Còn trường hợp mà anh không tiêu hết thì bên công ty sẽ hỗ trợ đổi lại tiền cho mình anh nhé. Đây, đặc biệt là em trai của em và nam em để tiêu hết, và tiêu hết thì ok là được về được chưa? Chú đấy, ôi trời, mọi người nhớ, nhiều nhiều thế này cứ mua cả Đông Hưng này. Nhiều là sao rồi hết rồi. Cảm ơn công ty rất nhiều hỗ trợ từ thứ hai đến hết đoàn này, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày vui. Ok, thế bây giờ chúng ta đi nhà Thắng nhá. Let's go. Ok, các dân chơi thân mến, bây giờ thì tất cả các thủ tục ở công ty đã xong. Và bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài cửa khẩu để chúng ta sẽ sang bên Đông Hưng, Trung Quốc. Xem có những gì hay ho mọi người nha. Còn đây xin giới thiệu với mọi người, đây là hướng dẫn viên, đây là hỗ trợ đoàn, đây là phó giám đốc, nghĩa là chị trưởng phòng của công ty cổ phần du lịch Bảo Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thôi, anh ơi. Ê, các dân chơi ơi, bây giờ ơi, là mình đang đứng ở một cái mạch mà gọi là đánh dấu lãnh thổ cho hai nước. Đấy. Một cái cảm giác rất là hạnh phúc là một phát mà đứng ở hai nước. Đấy. Ok, ok. Ok, bây giờ chúng ta sang Trung Quốc nha. Hello Trung Quốc. Bây giờ thì mình đã xong cái các cái khâu thủ tục để qua đến Đông Hưng Trung Quốc rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng let's go xem nó đi hay ho nhá. Bây giờ chúng ta đi xe điện. Bình thường thì đến bên Đông thì công ty chúng ta đã lo xe pháo đi lại hết rồi, nhưng mà là mình là có 2-3 người nên là muốn trải nghiệm riêng tư thì mình có thể thuê xe đạp điện đi cho nó tiện lợi. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá một xe ở đây là trung bình là 15 tệ một xe một ngày. Ok. Thế là nếu mà hai người đi là thuê một xe điện là đi được rồi chứ xe khỏe gì? Dạ vâng, hai người đi là ổn rồi anh ạ. Ok. Thế bây giờ vào thuê của cái anh trai Trung Quốc. em thuê xe à? Bao nhiêu tiền? 15 tệ một ngày. Ok, có gái không? Có. Gái thuê bao tiền? Gái cũng thế. Gái cũng thế. 15 tệ một ngày. Ok. Ok, bây giờ thì bây giờ trả tiền gửi thuê xe mọi người nhá. Anh Tân ấy bây giờ chuyên môn xe cho người Việt Nam đi lại tế đàng là trong một ngày ấy chỉ là lấy 15 tệ. Nếu là khách đến đây khách nước ấy, Tân có nước cho uống. Nếu thì không cần tiền. Chỉ là có thuê xe thì là khách nước thì cho nước uống. Ok. Cảm ơn Tân nhá, gửi tiền xe. Thưa quý vị anh chị thân mến, là công ty Bảo Quốc
có một cái hệ thống cả ở bên Trung Quốc, nên là các cái thủ tục đi lại rất là nhanh và rất là linh động. Vì thế nên là tất cả các trải nghiệm khách hàng thì rất là tiện lợi và thời gian thì rất là nhanh gọn khi mà chúng ta qua cửa khẩu. Bây giờ thì ở bên này là có anh A Quân, anh em hỗ trợ di chuyển ở bên này cũng như là hướng dẫn cho chúng ta có những cái trải nghiệm thật thú vị ở bên Đông Hưng. Xin cảm ơn anh A Quân rất là nhiều, rất là nhiệt tình, rất là nhanh. Đây, đi rồi, let's go. Đây, hello mọi người nhá, mình đang đi một chiếc xe điện ở bên Trung Quốc đây. Đấy, ở bên này đi xe điện thì không cần đội mũ. Đấy, chúng ta đi dạo phố phường và thời tiết bây giờ đang rất là đẹp. Đấy, rất là nhiều cửa hàng, tiệm bán rất là nhiều. Đấy, chút xíu nữa thì mình sẽ bàn với lại anh quay phim ở trong đoàn xem có hợp lý không để mình quay một ca khúc. Đấy, nhạc hoa lời Việt ở bên này. Đẹp quá. Ok, bây giờ A Quân sẽ đưa chúng ta đi ăn mì cay mọi người nhá. Đấy, mà bây giờ là đến thời gian là mới rơi vào tầm gần 12 giờ rồi. Tất cả các thủ tục rơi vào tầm 1 tiếng đồng hồ mình sang đến đây mọi người ạ. Mình rất là thích ăn thịt dầu ở bên Trung Quốc, tại vì người ta làm rất là ngon, thịt dầu nó không bị mặn gắt như ở Việt Nam. Vì thế là mình sang bên đây mình sẽ tìm lựa mua thịt dầu để về tặng những người thân của mình. Có cô hướng dẫn viên rất là tận tâm nhiệt tình mọi người ạ. Đúng là công ty Bảo Quốc cũng rất là chu đáo. Để mọi mặt chi tiêu đưa cho một đẹp tiền, đi thích mua thì mua. Xin chào các đầu gấu nhá. Đây là chỗ của các đầu gấu muốn đến này. Đấy, các đầu gấu biết gì chưa? Đây là tất cả những loại pháo. Đấy, đang thực hành được người đầu tư lưu hành được bán ở Trung Quốc. Đấy, cái cuộn to nhất kia là nó rơi tầm 52.8m. Đấy, giá nó chỉ có dao động là trên dưới 1 triệu thôi. À, tính ra là hơn 300 đồng, ừ, 300 đồng đấy. Đấy, có nhiều loại pháo, loại đốt cho ngày khai trương nhà mới này, loại đốt Tết này, đấy, loại đốt thanh minh nữa, nhiều loại lắm. Tôi bây giờ kể là các loại không thể kể hết được. Các đầu gấu, và bây giờ các đầu gấu đi cùng với lại Tuấn Phong để đốt pháo nhá. Rồi, ăn chơi chưa? Chơi luôn 2 cuộn nhá. Ok nhá. Đi luôn. Đấy, pháo ở bên này ấy, người ta quy định cái khu vực để mình có thể đốt nhá. Chứ mình cũng không đốt được lung tung được đâu mọi người ạ. Đấy, có những chỗ người ta cấm không cho đốt pháo. Đấy. Bây giờ Tuấn Phong sẽ bóc ra này. Mình cũng cần dây. Đoạn này chỉ hơn 2 mét thôi.
Mình đốt xong mình phải không? Đốt xong mình phải dọn không? Đốt ở cái đầu này à? Đúng vậy, đúng rồi, đầu này cháy chậm này. Để anh Hai cầm đi. Cái này. Ok. À, chụp ảnh nào. Ok, các đầu gấu nhá. Bây giờ mình sẽ đốt đoạn pháo dài hơn 2 mét. Xem nó thế nào. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cẩn thận nó còn chưa cháy đấy. Có quả còn chưa cháy à? Quán này xin này. xin cảm ơn Bảo Quốc nhá, thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Okay. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đứng ở quan đế miếu. Ở chỗ quan đế miếu là cũng có chỗ để mà chúng ta đốt pháo luôn nhá. Thế nên là tất cả chúng ta mua pháo ở đâu đi về quan đế miếu đốt pháo cũng được. Đấy. Và bây giờ thì Tuấn Phong vừa bỏ ra mang 30 tệ đấy, mua một tràng pháo này để mà đốt thì tính ra nó chỉ có 100 bạc thôi đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đốt nhá. Anh mình nhờ anh đốt hộ em đấy. Ngay đâu nhá, anh đốt. Ok. Mình và anh Hà đang đứng ở một chiếc tháp 7 tầng ở bên Đông Hưng này. Chiếc tháp này rất là đẹp và mọi người đến đây check in chụp ảnh sẽ rất là hợp lý để chúng ta có những kiểu ảnh rất là đẹp để làm kỷ niệm tại bên Trung Quốc. Đấy, mọi người thấy đấy, cái tháp này 7 tầng cơ, cao lắm. Mình thấy cao, nó là tính từ mặt đường lên đến trên này nó phải hơn 100 mét. Không những là đi có cái đường đi lên cái tháp này mà chúng ta còn đi vãn cảnh ở xung quanh cái tháp này nữa. Nó có đường đi này, có đường đi, các đường đi đây, nhưng mà bây giờ đến tầng này thì mình mệt lắm rồi, không đi được nữa rồi. Thì đi quanh ở đây thôi. Đúng là Đông Hưng có rất là rộng và có rất là nhiều cái cảnh đẹp. Mà đặc biệt là nó cũng là một cái địa điểm, một khu vực cửa khẩu nữa, nên là có rất là nhiều cái cảnh đẹp để chúng ta đến đây. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi lên phía tầng tháp nhé. Đẹp lắm rồi. À, ở đây cũng đốt pháo được này. Đúng không? Quá đẹp luôn. Ok, mình sẽ đứng ở đây này. Đấy. Ok, anh em chút xíu sẽ về lấy ảnh sau. Đấy, đồ ăn sẽ được nhúng nóng này, đấy, cho vào túi lên cho vào bát để mọi người ăn. Có thể ăn ở tại khu vực quầy, đấy, cũng có thể là mang đi được. Đấy, người ta làm cả xiên như này, đấy, để chúng ta ăn. Quá tuyệt vời luôn, nhìn rất là đẹp mắt, rất là ngon. Háo lắm, háo lắm. Chia sẻ. Rất là linh, sẽ là chảo khoai hoa. À, sự thật đi khoai, mấy năm nay chưa có sao mình chưa thử nào ra. Ờ, làm cái lá lái nào. Ờ, hôm nay là ngày đầu tiên ra đây, sau chân gà đông cương à? Chân gà thì chân vịt, chân ngan kìa. Đông cương. Giá bao nhiêu? Là 60 đồng một cân. 60 đồng một cân. Vâng. Là rơi khoảng tầm 200 nghìn một cân đúng không? Vâng ạ. Đấy là có rút xương rồi này, có chưa rút xương. Ba đồng một chiếc. Vâng. À, thế 10.000 một chiếc. 10.000 một chiếc. À, ok. Các cái này như nhau ạ? Không phải giang lắm. Ừ, cái này là cái đồng chơi, tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm. Vẫn còn ok lắm. Bây giờ ra về với rất là nhiều đồ, trên người này, trên sách, rồi là
trên cả thành phố kia mọi thứ sắm nhất rồi. Một chuyến đi rất là vui, rất là hạnh phúc và cũng như là được trải nghiệm rất là nhiều cái nét đẹp của bên Hồ Môn Trung Quốc. Phải nói mới là ở cửa khẩu thôi mà đã thấy đẹp rồi. Mong rằng có một cái gì khác nữa, mong được công ty Bảo Quốc sẽ cho đi vào sâu hơn vào nội địa của Trung Quốc, sâu hơn vào những cái thành phố lớn của Trung Quốc như Nam Ninh và Quảng Châu. Còn nữa xin cảm ơn em Thắng, một người rất là nhiệt tình hỗ trợ cho ba anh trong chuyến đi ngày hôm nay. Và chuyến đi ngày hôm nay thì rất là thú vị và có nhiều cái để nói lắm, thì đã thể hiện hết trên video rồi. Và bây giờ thì anh Hà có cảm nhận gì nữa không? Xin mời anh Hà nói. Rất là vui khi mà được lần đầu tiên sẽ đến Đông Hưng và thông qua công ty du lịch Bảo Quốc. Và mình phải nói lời cảm ơn rất là sâu sắc đến người sếp, tức là em Lượng, và cũng như là toàn thể anh em trong công ty Bảo Quốc. Một lần nữa là xin cảm ơn em Thắng, thật là tuyệt vời. Cảm ơn hai vợ chồng em, cảm ơn. Rồi, mình xin hết. Ok, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video gần nhất nhé.